Kể từ năm 1995, cuộc thi vô địch guitar gió quốc tế đã trở thành một hoạt động truyền thống mà người dân ở thành phố Oulu ở phía bắc của Phần Lan tổ chức để kết thúc mùa hè. Cùng với thời gian thì cuộc thi đã đạt tới quy mô quốc tế. Và trong 3 ngày cuối tuần vừa qua thì người dân và du khách ở thành phố này đã tới để thưởng thức những màn trình diễn hết sức sôi động của các thí sinh tham gia giải vô địch thế giới guitar gió lần thứ 20. Sân khấu, nơi các thí sinh của cuộc thi vô địch thế giới guitar gió đọ sức, được dựng lên ở quảng trường Rotuari thuộc trung tâm thành phố Oulu. Tại đây, các thí sinh phải gây ấn tượng cho ban giám khảo và khán giả bằng chính kỹ năng thực hiện các động tác chuyên nghiệp với một cây guitar tưởng tượng. Ban giám khảo đánh giá dựa vào kỹ thuật điêu luyện và phong cách sân khấu thu hút khán giả của các thí sinh. Mỗi màn biểu diễn chỉ kéo dài trong 60 giây. Mỗi giám khảo có một cách nhìn nhận, cảm nhận riêng để đánh giá thí sinh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có những tiêu chí chung để nhận xét. Bản thân tôi thì thích chất feel và sự ngẫu hứng. Năm nay, cuộc thi quy tụ được 30 thí sinh là những nhà vô địch guitar gió cấp quốc gia đến từ các nước Nhật Bản, Anh, Mỹ, Bỉ, Đức, Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Nga, Cộng hòa Séc, Pháp và Estonia. Tất cả các thí sinh đều nỗ lực tranh tài bằng những màn biểu diễn hết sức độc đáo. Cuối cùng, phần thắng chung cuộc đã thuộc về nghệ sĩ Karel Yordedi Blumenkren của nước Nga. Giải vô địch thế giới guitar gió được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 với mục đích thúc đẩy hòa bình trên thế giới.